Năm 2015 là năm Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai nước sẽ được thực hiện trong thời gian này. Đó là chương trình hành động cụ thể mà tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius, đã nhấn mạnh trong các hoạt động gần đây tại đất nước mà ông đang đảm nhận nhiệm vụ. Có lẽ sẽ mua món quà cho mẹ. Một tháng sau khi trở thành đại sứ hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius đã có chuyến dạo chợ Bến Thành. Đây là lần trở lại mới nhất sau nhiều năm ông làm công tác ngoại giao ở châu Á. Bánh xèo rất là ngon, hơi bị ngon phải không? Tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 1994, là nhân viên ngoại giao lúc đó, ông đã có mặt và góp phần xây lãnh sự quán Mỹ sau khi hai nước Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ. Còn trong những ngày giáp Tết Ất Mùi, tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã có một ngày ông công ông táo thú vị khi thực hiện truyền thống thả cá chép tại Hồ Tây, Hà Nội, thể hiện một sự trân trọng và hội nhập với đất nước nơi ông đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong năm 2015, vị đại sứ am hiểu phong tục và văn hóa của nơi mình công tác cho biết khá nhiều công việc đang chờ đợi ông. Đẩy mạnh giáo dục, thương mại là điều mà vị đại sứ tập trung nhiều nhất. Trong lĩnh vực thương mại, chúng tôi có một công cụ rất là quan trọng, đó là Hiệp định TPP, cũng gọi bằng Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Và hiệp định này là công cụ rất là quan trọng, thay vì có chuyên gia kinh tế nghĩ sẽ tăng cường GDP của Việt Nam gần 30%. Và tôi hy vọng sẽ rất hiệu quả để giúp Việt Nam phát triển kinh tế nhanh hơn. Tiến tới kỷ niệm 20 năm quan hệ giữa hai nước trong năm 2015, những ưu tiên của tân đại sứ Mỹ sắp tới bao gồm những điểm đáng chú ý. Ưu tiên đầu tiên là làm sâu sắc hơn một quan hệ thương mại và kinh tế. Ưu tiên số 2 cũng quan trọng, đó là trao đổi ý kiến về quản lý nhà nước. Và trong một khác tôn trọng, chúng ta có thể trao đổi ý kiến về làm sao có quản lý nhà nước minh bạch hơn. Ưu tiên số 3 là tăng cường một quan hệ an ninh. Và tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào một quan hệ an ninh hàng hải, nhất là an ninh hàng hải. Và ưu tiên số 4 là giáo dục. Và tôi nghĩ có rất nhiều cơ hội trong lĩnh vực giáo dục. Và một quan hệ giáo dục là cơ sở của một quan hệ lâu dài. Trong năm tới thì chúng ta sẽ kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao bình thường hóa. Chúng ta sẽ có cơ hội để trao đổi các đoàn cấp cao, và tôi hy vọng trong tương lai, trong năm tới, chúng ta sẽ có nhiều thành tựu. Cảm ơn rất nhiều.